Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Thế giới Động vật. Thế giới tự nhiên huyền bí luôn ẩn chứa nhiều sự thật thú vị, thôi thúc con người khám phá. Loài người chúng ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé đang chung sống với muôn loài trong thế giới rộng lớn này. Nhưng liệu bạn có biết cuộc sống ở dưới đáy đại dương hay ở trên đồng cỏ Bắc Mỹ đang diễn ra như thế nào không? Kênh Thế giới Động vật hôm nay tiếp tục mang đến cho bạn những video khám phá về cuộc sống hoang dã cùng các màn tranh đấu kinh điển giữa các loài vật trong thế giới tự nhiên. Nếu thấy video hay thì đừng tiếc mà để lại cho chúng mình một like, một share cũng như một subscribe kênh Thế giới Động vật bạn nhé. Không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá thế giới động vật ngay thôi nào. Là quán quân của giải đua ai nhanh hơn ai, có một loài xuất hiện ở đâu là gây ra nỗi ám ảnh ở đó. Nó thường sống chủ yếu ở các đồng cỏ và núi đá ở Đông và Nam Phi, nhưng khi mùa sinh sản bắt đầu thì nhà dân lại là nơi lý tưởng hơn cả. Con người không mấy vui vẻ với những vị khách muốn ở trọ mà chẳng bỏ ra chút tiền nào. Hơn nữa, đây là loài có nọc độc có thể giết chết 15 người trưởng thành. Đó là mamba đen, một loài rắn có thể dài đến 4 mét và thân hình vô cùng mảnh khảnh, duyên dáng. Rắn mamba đen và những trận chiến kinh hoàng với các loài vật. Ngày hôm nay, để các bạn có thể biết rõ thêm về cuộc sống của loài rắn bí ẩn này, hãy cùng theo dõi video nhé! Nếu bạn thấy những video của kênh Thế giới Động vật hay và thú vị thì đừng quên ấn follow cũng như thả like và comment giúp chúng mình có thêm động lực cố gắng. Còn bây giờ thì đón chờ những bí mật sắp được phơi bày phía sau cuộc sống cô độc của rắn mamba đen ở châu Phi thôi nào. Mamba đen không có nghĩa là nó có một cái áo lắm vẩy màu đen. Điều này xuất phát từ một đặc điểm trên cơ thể của nó nhưng nằm ở bên trong lớp niêm mạc của miệng. Chính xác, đó là màu đen. Nó thường phô diễn nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy cho kẻ thù hoặc con mồi. Kể cả con người cũng có thể bị chúng dọa cho chết khiếp. Không chỉ chết vì nỗi khiếp sợ mà còn chết bởi nọc độc trong răng nanh của nó sẽ nhanh chóng khiến cơ thể con người bị tê liệt, cảm giác ngứa ngáy khắp các ngón tay và môi, sốt rồi hôn mê và dẫn đến tử vong. Tất cả những triệu chứng ấy chuyển biến rất nhanh. Chỉ sau vài giây là rắn mamba đen đã có thể cướp đi mạng sống của con người nếu không có huyết thanh kháng độc kịp thời. Mọi sự can thiệp sau đó đều vô phương cứu chữa. Vết cắn càng gần hệ thần kinh trung ương thì cái chết sẽ gõ cửa càng nhanh. Ở trong tự nhiên, rắn mamba đen có thể xem là loài khó bị tiêu diệt bởi một kẻ nào đó kinh khủng hơn nó. Tuy nhiên, những anh bạn như lửng mật hay cầy mangut đều có thể săn rắn mamba đen để làm thức ăn. Con người thì chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ ăn thịt chúng, nhưng họ sẽ giết chết chúng để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Bởi rắn mamba đen có thể chọn những nơi ấm áp và tối trong căn nhà của người dân để đẻ trứng. Trong suốt mùa sinh sản, việc tìm kiếm một nơi lý tưởng không hề dễ dàng. Song, đôi khi nơi nguy hiểm nhất chưa chắc đã là nơi an toàn nhất. Rắn mamba đen thường xảy ra những cuộc chiến sinh tử với những loài chủ động tìm kiếm nó. Nó chẳng mấy hồ hởi chào đón của hội ngộ này, bởi vì khi gặp lửng mật hay cầy mangut, ngày đó xem như ngày tới số của nó rồi. Mamba đen sẽ bị lửng mật vô lấy rồi ăn từ đầu cho đến đuôi, nuốt gọn không thiếu một phần nào vào cơ thể. Vốn dĩ rắn là món ăn yêu thích của lửng mật. Những cuộc chạm trán này cũng không diễn ra quá lâu nhưng rất căng thẳng và kịch tính. Lửng mật với lối săn mồi sử dụng chiến thuật bất chấp kẻ thù nguy hiểm tới đâu, chỉ cần nó muốn là nó đều sơi tái hết. Rắn mamba đen sẽ không thể sử dụng các kỹ năng như dùng nọc độc để hạ gục lửng mật. Lửng mật kháng được mọi loại nọc độc và điều đó đã giúp nó xử lý bất kỳ loài rắn nào mà không cần dè chừng hay ngần ngại. Nhanh nhẹn, tháo vát và khéo léo leo trèo, rắn mamba đen còn được biết đến với khả năng ẩn mình rất tốt. Song điều này không hề có lợi cho nó khi cuộc tìm kiếm, truy đuổi nó đã đến giờ bắt đầu. Giây phút những anh chàng mangut đi tìm kiếm bóng dáng nó ở trên thân hoặc cành cây, thời khắc ấy xem như chính là định mệnh của cuộc đời nó. Nó đã không được báo trước cho cái chết để kịp thời chạy trốn. Mọi sự phản công bây giờ đều vô hiệu. Cầy mangut quyết tâm phải lôi đầu nó xuống mặt đất và kéo vào bụi rậm để thưởng thức.
Chẳng thể nào từ chối một món ăn hấp dẫn, ngon lành như rắn mamba đen. Đối với cầy mangut, càng độc lại càng kích thích chúng chinh phục. Chúng ăn ngấu nghiến sau khi đạt được thành quả. Đôi khi thất thủ cũng là lẽ thường tình. Nhưng không phải rắn mamba đen khó có được những màn săn mồi đi vào huyền thoại. Nó đã lập nên những chiến công nhờ vào bản năng săn mồi tự nhiên vốn có. Chẳng có trường lớp nào dạy nó điều đó cả. Nó học hỏi từ những lần đi săn đầu tiên trong cuộc đời. Cứ thế vun đắp dần thành vốn sống và lấy đó làm kế sinh nhai lâu dài trong suốt quãng đời tồn tại của mình. Rắn mamba đen thường chọn săn chuột, chim, trứng chim hay tắc kè. Những thứ nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất này có thể giúp nó bồi bổ sức lực nhanh chóng. Đặc biệt là đối với những con rắn mamba đen đang trong chu kỳ thai nghén. Chúng cần ăn để khỏe mạnh và duy trì sự phát triển của trứng ở trong bụng. Những quả trứng càng phát triển thì tốc độ di chuyển của chúng càng chậm. Chúng không thể di chuyển nhanh như trước đó để đạt tốc độ 20 km/h. Phong độ có thể giảm xuống và những cuộc đi săn có phần vật lộn hơn. Nó là loài tinh nhanh, thường dùng lưỡi của mình để biểu thị các sắc thái tâm trạng. Lúc hai đầu lưỡi dính vào nhau là nó đang thư giãn, còn khi tách ra thì nó đang rất hiếu chiến và hung hăng, bởi vì nó cảm nhận được sự đe dọa hay nguy hiểm. Rắn mamba đen sẽ không chủ động tấn công con người trừ khi nó bị tấn công. Nó sẽ đáp trả bằng việc thực hiện những cú cắn liên tục vào kẻ đang tấn công nó. Đôi khi con người có ý tốt muốn mang nó đến một nơi mới phù hợp, nhưng nó không thể hiểu được điều đó và có thể gây ra những vết cắn làm nguy hiểm đến tính mạng con người. Nó dù sao cũng là loài máu lạnh, sống và đi săn vào ban ngày. Ban ngày sẽ có mặt trời, ánh nắng giúp nó nạp năng lượng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. Nó cũng là loài sinh ra để đi săn, săn mồi là sở trường của nó. Những con vật xấu số bị nó hỏi thăm đến đều không có cơ hội được nhìn thấy sự sống vào ngày mai. Nó tàn độc nhưng cũng là một trong những loài có trách nhiệm cao trong việc giữ gìn và duy trì nòi giống. Ý thức tạo ra một thế hệ mamba mới khiến chúng dù có kén chọn bạn tình cũng phải chấp nhận dễ dàng hơn với một con đực nếu nó thấy hứng thú đôi chút. Rắn mamba cái sẽ thụ tinh sau đó vài ngày và có khoảng hơn 80 ngày để nuôi dưỡng trứng bên trong cơ thể. Nó sẽ tìm một nơi an toàn để những quả trứng phát triển và nở trong điều kiện thuận lợi nhất. Như vậy đã là một sự chu đáo mà thế giới tự nhiên đã sắp đặt cho nó làm tròn sứ mệnh và bổn phận của mình. Rắn mamba đen thường chủ động săn mồi, nhất là lũ chuột. Chuột thường sống ở trong hang, nhưng điều đó không có nghĩa là nó luôn được an toàn. Rắn mamba đen với khứu giác nhạy bén có thể đánh hơi thấy con mồi rồi nhanh chóng tóm gọn. Nó có thể mò vào hang một con chuột mẹ và ăn hết những con chuột con ở trong đó. Chuột mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Rắn mamba đen luôn ở đâu đó gần nơi nó sống và kiếm ăn. Điều này là một trong những đánh đổi của số phận. Những con chuột chẳng mấy khi may mắn được sống sót. Mamba đen cũng có đôi mắt to, giỏi quan sát là một trong những điểm mạnh tạo nên thành quả cho những chuyến đi săn. Nó có thể nuốt một con mồi to hơn kích thước vỏ miệng. Khí quản của nó sẽ nghiêng sang một bên để có thể thở được. Tất cả đều hướng đến mục đích giúp nó có được nhiều chất dinh dưỡng nhất để đảm bảo cho việc di chuyển cũng như săn mồi trong những lần tiếp theo. Có những ưu điểm vượt trội và lợi thế về địa hình cũng là một trong những điều kiện quyết định chiến công mà nó có thể lập được. Không chỉ có chuột phải rời khỏi hang để tìm kiếm thức ăn, những con chim bố và mẹ cũng phải ra ngoài bươn trải với cuộc sống. Miếng ăn luôn là điều tác động đến tâm trí của những con chim trưởng thành. Nó không chỉ nuôi sống bản thân mà còn cần có trách nhiệm với lũ con non mới nở của mình. Mamba đen rất biết chọn thời điểm. Nó thường đến những tổ chim ở trên cây và lao mình vào đó xem có gì để thưởng thức không. Những con chim non đang kêu ngoác mồm trong nỗi tuyệt vọng. Chúng quá yếu ớt và chưa có đủ lông cánh để thoát khỏi sự nhanh nhẹn của một con rắn mamba đen.
Tất cả như đã được lập trình để một cỗ máy giết chóc hoạt động. Sự an bài của số phận hay sự đánh đổi của chim bố mẹ để có thể mang thức ăn về cho bầy con non của mình. Nếu chim bố mẹ không ra ngoài tìm thức ăn thì không chỉ các con của nó mà chính nó cũng sẽ chết vì đói. Thức ăn luôn là mục tiêu hàng đầu khiến các loài vật có thể liều mạng để duy trì nguồn sống. Chẳng có ai dễ dàng hơn ai, nhưng những loài mạnh hơn thì vẫn là những kẻ bắt nạt và lấn chiếm kẻ yếu. Cuộc chạy đua với thời gian, với các loài khác và với cả đồng loại của mình đều khiến rắn mamba đen, lũ chuột hay những con chim trở nên mạnh mẽ và dũng cảm. Chúng không thể lười biếng, đầu hàng hay khước từ những mối nguy hiểm để sống. Để được sống trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy, những mối đe dọa và chết chóc thì tất cả các loài đều phải học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện ý chí để tự mình vượt qua. Thật dễ dàng để đầu hàng với số phận, đồng ý với lưỡi hái của tử thần, nhưng luôn khó khăn để sống. Vì sống đồng nghĩa với việc kiếm ăn, sinh trưởng và phát triển, duy trì nòi giống. Tất cả đều đứng trước những thách thức khó lường. Mamba đen vẫn luôn là loài rắn có tốc độ nhanh nhất trong thế giới các loài rắn, là một trong 10 loài rắn nguy hiểm nhất châu Phi, nhưng nó cũng phải chịu cái chết nếu chọn tiến gần đến nơi sống của con người. Có lẽ nó cần an phận ở ngoại ô, trên những đồng cỏ hay núi đá để ít bị kẻ thù tìm cách giết hại. Loài vật này cũng đang đứng trước nạn săn bắt để bán với giá $160 cho một con. $160 cho việc khai thác chúng vì mục đích thương mại, nhưng có thể gây ra sự mất cân bằng trong tự nhiên. Mặc dù có nọc độc mạnh và có thể giết người, nhưng chúng khá nhút nhát, trừ khi bạn tấn công chúng hoặc chúng cảm thấy không được an toàn. Tự vệ là điều mà tất cả các loài động vật, kể cả con người, đều sẽ làm trong suốt hành trình sống của mình. Hãy có ý thức hơn trong việc giữ gìn sự cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Điều đó tốt cho ngôi nhà chung, chính là trái đất của chúng ta. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã có thêm nhiều hiểu biết và cảm nhận khách quan về loài rắn mamba đen, một loài được người dân ở thung lũng Mamba gọi với một cái tên khác, đó là nụ hôn của thần chết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem xong đoạn video vừa rồi? Hãy cho chúng mình biết bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé! Mong rằng những thông tin vừa rồi đã giúp các bạn có thêm kiến thức hữu ích về thế giới hoang dã. Các bạn có thể ghé qua kênh Thế Giới Động Vật để xem thêm hàng chục video khác với nhiều nội dung đa dạng và hay ho. Và nếu bạn thích video này thì hãy like, chia sẻ để ủng hộ kênh nhé! Đừng quên subscribe và ấn thêm nút chuông để nhận được thông báo nhanh nhất về video mới của Thế Giới Động Vật. Vẫn còn rất nhiều sự thật thú vị khác về cuộc sống hoang dã đang chờ đợi bạn khám phá đấy. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.